đầu tiên Harry đến với chương trình Vị Tài Tí Hòn. Cái gì? Chị ơi, hòn. Vị Tài Tí Hòn. Trời ơi, biệt tài tí hon bà ơi. Vị Tài Tí Hòn. Thực lực luôn hả? Cũng ngưng ngỡ Sam đó. Cái gì ngưng ngỡ là ngang, gì? Ngang ngỡ. Ngang ngỡ. Chất khí ra tất cả. Chất khí ra tất cả. Khí chất má ơi. Đây giống chất đàn. Con tôi đó. Đây là con anh Thành rồi. Con tôi sau này đó là nó vậy. Đúng đó. Đúng rồi. Nó phải trả. Người còn lại là một nhân vật hết sức đặc biệt và là một món quà dành tặng cho anh. Trời ơi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ Harry Won. Xin chào quý vị, lần đầu tiên Harry đến với chương trình Vị Tài Tí Hòn. Cái gì? Chị ơi, hòn. Vị Tài Tí Hòn. Trời ơi, biệt tài tí hòn bà ơi. Vị Tài Tí Hòn. Tí hòn, trời ơi, tí hòn. Dạ vâng, tiếng Việt rất là khó. Vâng. Harry Won lần đầu tiên đến với chương trình Bị Tài Tí Hòn. Và hôm nay có thể gặp được gì nữa? Tôi sai nữa hả? Không chị, rất tình cảm, rất xúc tích, đầy cảm xúc, mạnh mẽ. Fighting. Fighting. Theo cái chuyên môn của em nhé. À, có chuyên môn hả? Em có chuyên môn. Ok, thực lực luôn hả? Cũng ngưng ngỡ Sam đó. Cái gì ngưng ngỡ là ngang, gì? Ngang ngỡ. Ngang ngỡ. Ngang ngỡ. Ngang ngỡ Sam đó. Nói chung là bé này ca hát thì cảm thấy không được nè. Thì không có ca hát không giỏi thì sáng tác bài hát cũng là rớt nè. Người mẫu thì có vẻ cũng được, nhưng mà chưa chắc. Rồi hướng dẫn tạo dáng thì mình cảm thấy chưa có được cho lắm. Và đăng nghi chữ còn lại Nguyễn Ngọc Tâm Đan. Có chữ còn lại. Hợp tác đi chồng ơi. Ok. Dạ. Mới thấy vòng đầu tiên hòa hợp lắm mà tới thứ hai là bất hòa rồi. Nói chung là Harry muốn gửi lời là chắc là bạn này liên quan tới diễn xuất. Phi Dragon nhí kìa. Xịn ơi. Khỏi vụ em ơi. Khỏi. Cái tên nó nói là tất cả. Đúng. Chất khí ra tất cả. Chất khí ra tất cả. Khí chất má ơi. Khí chất. Trời ơi. Con tôi đó. Đây là con anh Thành rồi. Con tôi sau này đó là nó vậy. Đúng đó. Đúng rồi. Nó phải trả treo mà vậy đó. Mà cũng thích con hết trơn á. Chưa ra là thấy âm thanh đó rồi đó. Trân Thành xuất hiện. Đây, vô đây, có người muốn gặp tôi phải không? Hi, ra đây chơi. Đi đi, ra đây chơi con. Đi, ra đây chơi. Hóp luôn. Tao phải nói cho mọi người nghe cái con tên gì vậy? Con tên là Market. Tên tiếng Việt con là tên gì? Tiếng Việt hả? Tên tiếng Việt là tên gì? Marcus Phạm đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ai cũng thích con hết trơn á. Đây giống chó tên. Tự tin lắm. Con thương ai nhất ở nhà? Thương mẹ. Nhưng mà mẹ đâu có thương con đâu nãy. Chứ thằng thấy trong kia mẹ đâu thương con đâu. Trong xe mẹ hay thương con lắm. Thôi cầm rồi vuốt vuốt họ mất cái nhẫn tôi đi nghe. Dạo này tôi thấy ta làm lẹ lắm. Tôi sợ lắm. Lẹ hả? Không có đâu. Có à? Chữ giờ thôi à. Chữ giờ thôi hả? Chữ giờ thôi hả? Thôi nói giỡn đi. Xui tay rồi. Hất tay liền, hất tay liền. Không, chúng ta nói giỡn với bộ, nói giỡn. Thương. Ở nhà mẹ hay... Mẹ hay dẫn con đi lắm. Dẫn con đi đâu? Dẫn con đi đâu mà... Lát một hồi mẹ thương con à. À. Tại sao cũng thương con? Nhưng mà à? Quan trọng là hồi nãy tại sao con ếch nó chết? Con ếch nó ở đâu mà nó chết? Con tu vi mà.
Tại sao con ếch trong tivi mà nó chết? Ai làm nó chết? Kỳ vậy? Không phải, nó tự biến mất cơ. Trời, con ếch là con tự biến mất. Mất luôn. Biến mất xong nó chết luôn. Trời ơi. Trời ơi. Sao lúc đó con khóc dữ vậy? Tại sao con lo lắng cho con ếch vậy? Tại vì con thích con ếch mà. Ngoài con ếch ra còn con gì con thích nữa không? Thích nhiều con lắm. Thí dụ, kể với Thành nghe coi con gì. Con heo. Con heo. Rồi con bò đúng không? Con bò. Con bò. Con mèo. Con mèo. Con mèo. Với con chim. Con chim. Ý, sao thích con chim? Con chim có gì đâu thích. Con chim lông không? Nhưng mà con mèo cũng lông xong mà. Đúng rồi. Hợp lý. Sai rồi. Hợp lý. Chết thành sai rồi. Nhưng mà con heo nãy là tại sao con không ăn heo bây giờ? Mình ăn mình mới lớn. Tại nó là bạn con nè. Con heo với con bò thì con thấy con nào ngu hơn? Con nào ngu hả? Ờ. Con nào cũng không có ngu hết trơn á. Vậy là ờ. Con ơi, Marcus ơi, chú Đức hỏi con nè. Thường nhà con có con nuôi con chó không? Ủa sao biết? Con coi rồi. Sao chú Đức thấy con chui vô chuồng con chó làm cái gì vậy? Con có chui vô chuồng con chó không? Có. Có rồi, cười là có rồi. Có. Con thích quay cái clip đó đâu. Con không thích quay clip đó. Không thích quay clip hả? Mẹ bắt quay hả? Mẹ bắt quay phải không? Mẹ con thật là quá đáng. Phạt mẹ đi. Không phạt chú Trinh Thành bây giờ là. Bây giờ nè, bây giờ vậy nè, chú ra nổi nè. Bây giờ mẹ con quay cái clip mà con không thích thì không hỏi con, phải phạt mẹ. Đúng không? Oh, no. Đúng, phải phạt mẹ, phạt con, mẹ. Con. Mời mẹ, mời mẹ. Rồi, mời mẹ ngồi đây. Dạ, chào chị. Mà bây giờ chú Thành hỏi mẹ nè, tại sao mẹ quay cái clip mà mẹ chưa có hỏi ý của bé? Con vô á. Sao con? Con vô á. Vô cái gì? Vô trong chuồng á. Giờ mới khai nè. Giờ mới khai. Giờ mới khai. Giờ mới khai. Mà tại sao con vô trong chuồng? Con mê nó. Mê đó hả? Dạ. Mẹ có hay cho con coi mấy cái clip của chú Trấn Thành á, ở trên Facebook á. Cái vụ mà con mèo không? Vụ mèo sao con nói chú nghe coi. Con mèo màu đen. Ai cạo lông nó vậy mẹ? Ai cạo lông nó? Ai vậy con? Ai cạo lông con mèo màu đen của chú Thành vậy? Ai mà kỳ cục vậy? Con hơi gì? Cạo lông con mèo. Ví dụ mà cô Harry á cạo lông con mèo nhà con chịu không? Ở nhà con mèo con cái ở nhà con mèo con cái lông nó ngắn lắm. Ngắn lắm hả? Ngắn lắm. Để tôi tường thuật lại câu chuyện của gia đình tôi cho quý vị nghe. Ê chồng ơi, tại sao lại như vậy? Vào một ngày đẹp trời, con vợ tôi nó báo là nó mua một con mèo, mua ở đâu từ bên Nga về với một số tiền cũng khá đắt đỏ. Tôi như đứng tim, tôi nói trời ơi con mèo gì mua mắc dữ vậy. Nhưng thôi em nó về nó đẹp thôi, tôi cũng yên tâm tôi nuôi. Nó nuôi được thời gian, cũng một ngày đẹp trời tôi đang quay, con vợ tôi nó gửi tấm hình. Nó cạo con mèo y như nó cạo dừa vậy quý vị. Trời ơi, chỗ lồi, chỗ lõm. Con mèo mà nó cạo trơn lùi như con lươn vậy đó. Không còn một miếng lông nào. Cho. Tôi muốn rớt nước mắt. Kìa. Sao cô cạo lông con mèo? Thì cô tưởng là nó bị bệnh da xong cạo lông thì mới biết là không bị bệnh da mà nó khỏe. Trời ơi. Nó vậy đó. Trời ơi mặt bé. Trời ơi lo lắng cho con mèo. Mà từ nãy giờ qua cách nói chuyện của mình thôi là mình thấy bé rất là lanh. Dạ đúng. Rất là khả trang. Và quan trọng rất là thương mẹ. Đó con ơi. Con mèo. Ê con mèo đẹp ơi là đẹp luôn. Đúng rồi con mèo đó đó. Cái chương trình này lạ quá à. Nó chảy nước mắt luôn kìa. Chảy nước mắt luôn kìa. Thấy luôn kìa. Đó. Con mèo người ta đẹp như vậy. Cháo người ta như con lươn. Quý vị coi, bây giờ con mèo dòm giống như là nạn nhân sau đám cháy vậy. Nó là đứa sống sót duy nhất gia đình đi trên hết con mình nó chạy ra được.
tàn tạ bé thua thân bại danh liệt. Cảm thấy hối hận quá. Thôi xin lỗi con mèo đi. Xin lỗi con mèo con. Trời ơi. Không, con nói con xin lỗi chú Trấn Thành đi. Con xin lỗi chú Trấn Thành đi. Ủa tại sao con? Tại sao phải xin lỗi con biết không? Tại vì con cạo lông nó. Đúng. Đúng, hợp lý. Đúng, hợp lý, cái này hợp lý. Hợp lý. Để vậy luôn đi. Hả? Để vậy đừng có cạo lông nó. Ai để vậy đi cạo không cạo. Nó đượm buồn luôn á. Thấy không? Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mai Cách ơi, bây giờ là con muốn chọn về đội của cô chú nào nè? Con thích chú này nè. Con thích chú này nè. Rồi nhìn cái tay nha. Rồi con tên là gì? Tên là Market. Con sợ cái tay quá à. Tay của ai vậy? Cái tay của con ma đó. Nói đi con tên gì? Con tên là Market. Nói giọng thỏ thẻ thôi nó lớn nó bắt đó. Hai ba. Con tên gì? Con tên là Market. Đúng rồi. Con mấy tuổi? Con 1 tuổi. Con nói là quý vị ơi, lén lén bình chọn cho con đi. Nói đi. Quý vị ơi, bình chọn cho con đi. Lén lén con đi. Rồi con nói bàn tay ơi. Bàn tay ơi. Đừng có bắt con nha. Đừng có bắt con nha. Con gửi mẹ con cho bàn tay nha. Con gửi mẹ con cho bàn tay. Hả? Được không? Đi đi đi. Đang nè, chợt suy nghĩ lại, chợt suy nghĩ lại. Khoan. Khó, khó. Bây giờ một là bàn tay bắt con. Con gửi đồ con. Sao vậy con? Sao vậy? Chú Trấn Thành kêu hả? Chú thương quá. Chú thương con. Ồ, chú thương. Sao vậy? Sao vậy? À, con không muốn bàn tay. Nói lại liền. Nói gì? Chú bàn tay bớt bắt lại nha. Bắt bắt lại đi. Chú con sợ lắm rồi. Chú con sợ lắm rồi. Cảm ơn con. Chú bàn tay sẽ không làm gì Marcus nữa đâu. Chú Thành đã bắt bàn tay lại rồi. Rồi mất tiêu. Rồi yeah. Yeah. Con nói quý vị ơi, bình chọn cho con đi. Quý vị ơi, bình chọn cho con đi. Con thương quá trời ơi. Rồi không sao đâu con, không sao đâu nha. Được, không sao hết.